Sáng nay tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiển. Chúc mừng Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiển đến thăm trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước nói chung và Singapore nói riêng để kết nối, trao đổi thông tin, phục vụ công dân hai nước đi lại, sinh sống, lao động, học tập và các nội dung phục vụ lợi ích của hai quốc gia. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu, xây dựng chính sách pháp lý để công nhận tài khoản định danh điện tử giữa hai nước, thúc đẩy trao đổi dữ liệu liên thông quốc tế giữa hai quốc gia và thực hiện giao dịch dữ liệu xuyên biên giới thông qua sử dụng danh tính điện tử. Hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm xây dựng, quản trị, vận hành, khai thác và phát triển trung tâm dữ liệu lớn, thúc đẩy việc thực hiện các chương trình hợp tác và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Singapore, trong đó thúc đẩy đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nhân lực cao trong lĩnh vực số hóa, chuyển đổi số, an toàn thông tin, quản trị vận hành hệ thống trong lĩnh vực an ninh quốc gia, đồng thời hợp tác nghiên cứu và triển khai xây dựng công nghệ tiên tiến, góp phần hình thành thúc đẩy phát triển chính phủ số, chuyển đổi số, an ninh quốc gia giữa hai nước Việt Nam và Singapore.